Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Con xe này thì tụi em cũng mới vừa tập kết về bãi và sáng ngày hôm nay em đã rửa vệ sinh em nó, mới sửa nước lạnh anh chị, không làm gì hết, xe này lấy và không làm gì hết. Và em sẽ review sơ qua cho tất cả các cô chú và anh chị xem một chiếc xe. Bản số đang đeo là 93A04628, tên em nó là Kia CD5. Đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Tay lái trợ lực. Máy 1.3 chạy rất là mạnh mẽ. Đặc biệt một cái là rất là lợi xăng, 6 lít trên 100 cây số. Và đặc biệt một chiếc xe này là em nó là xung chỉ không mất một phân. Gọi là một con cọp anh chị. Và thêm một điều nữa là em nó là gốc Sài Gòn. Thì anh chị nào lái chiếc xe này thì được một cái là giấy tờ em nó là gốc Sài Gòn, thì anh chị nhập về lại Sài Gòn thì anh chị đỡ mất 20 triệu hồ sơ. Còn hiện tại tình trạng xe là mới ủy quyền tập 1 thì bên em sẽ ủy quyền cho anh chị, ok được ha. Với giá thành bên em bán cho anh chị của chú với giá thành là 68 triệu cho một chiếc Kia CD5 sản xuất năm 1999 này, đăng ký năm 2000. Sùng chỉ không mất một phân anh chị. Xe rất đẹp, rất là liền lạc, anh chị thấy không? Những cái đường vân của em nó nè. Sống thẳng em nó nè, từ trước ra đằng sau. Vẫn giữ nguyên bản theo nhà sản của sản xuất anh chị ha. Đó, em sẽ đi một vòng nước sơn cho anh chị. Vỏ bánh thì ok anh chị ha. Vỏ bánh coi như là hai cặp lớp trước là mới thay luôn anh chị cứ an tâm. Nói chung là vỏ coi như là còn được 80% anh chị. Đó, vỏ thì chạy anh chị, bao anh chị chạy luôn. Chạy lâu lắc luôn. Đó, nước sơn vậy thôi. Những cái đường gân kẽ hở của em nó mà nó liền, màu đen ha, anh chị thấy là thấy màu đen hồi đã nè. Đó, anh em nào đã từng chơi CD5 thì anh em nhìn chiếc xe anh em sẽ hiểu. Và anh em cũng đừng so sánh với những cái xe mà giá thành chỉ có 3, 4, 50 triệu. Nói chung là tiền nào của đó thôi anh chị ạ. Những cái xe đó lấy về anh chị dọn lại rất là nhiều. Còn con xe này là xe zin, em nó nguyên bản. Và bây giờ mời tất cả cô chú anh chị cùng theo em kiểm tra về sùng chỉ ha. Đó, keo chỉ của em nó nè chị nè. Đó, đây là nách cửa nè. Đó, những cái đường chỉ gân của em nó còn rin đẹp luôn chị ha. Đó, hợp tì bước chân lên xuống zin luôn. Nội thất bên trong thì cũng mộc mạc và đơn giản thôi anh chị. Đó, một lớp ghế. Sàn bọng này cũng được lót một tấm thảm để chống bụi, vệ sinh cho nó dễ. Nói chung ghế nội thất thì rất là sạch sẽ, cũng không có điều gì đặc biệt, nhưng quan trọng là về chiếc xe. Cửa này anh chị thấy không? Đóng rất là khít. Lượng sóng từ đằng trước ra đằng sau em nó một thẳng một tấp, một phát một luôn. Không có dấu hiệu va quẹt và cứng đục. Đây là cánh cửa phụ, keo chỉ nhìn thôi, còn nguyên bản hết ha. Tin đét đẹp luôn. Nội thất thì ghế trước cũng là ok. Có cái ghế tài thì em nó bị một tí xíu như vậy, bị lắp chỗ này tí xíu, nhưng không sao cả anh chị. Táp lô. Cái dòng táp lô của Kia C5, Kia Bright thì em nó là mộc mạc lắm chị, cũng chẳng có gì mà gọi là đẹp hết cả, nhưng nó đơn giản lắm. Tại vì xe anh chị thấy không, gân vân nè, nổi nè. Rất đẹp. Cần số nè anh chị. Cần số nè. Rất là bóng, rất là đẹp luôn. Xe thì có trang bị nhạc, máy lạnh như Đà Lạt, cam kết chịu luôn, máy lạnh ok, hỗ trợ thêm bình chữa lửa. Đây anh chị thấy nè, những cái đường vân nè, ghế mà em nó còn zin như vậy luôn nè. Nhìn thấy không? Đó, vì zin hết nổi luôn. Hợp đi lên xuống nè anh chị thấy nè. Vân em nó còn nổi luôn nè. Thì anh chị có hình dung được con xe này xe gia đình hay là xe taxi à? Đúng không ạ? Cái đó là câu trả lời này thì tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi video này thì cô chú anh chị tự trả lời luôn nha. Em không cần phải trả lời rồi đúng không ạ? Rất là đẹp. Trụ A, trụ B kèo cột, không sâu đẩy, không cấn đụng anh chị. Xe thì mang 4 cái la giăng đúc rất là ok. Mà anh chị thấy không? Vân nổi nè. Liền lạc nè. Không có dấu hiệu cấn đụng móc méo nè anh chị thấy không? Và đây là cánh cửa bên phụ. Đây, kéo chị anh chị. Zin đét đẹp nha, không mất một phân nào nha anh chị nha. Đó, tắp bi, hộc cửa. Và đây là cánh cửa tài. Anh chị thấy không? Zin đen keng luôn. Đó, bước vào hệ thống bên trong của buồng lái thì vô lăng ba chấu, nó có mòn theo thời gian, bấm còi thôi, nhưng chỗ này anh chị thấy không, vân nó nổi nè,
nhìn rờ rất là sướng tay anh chị. Nói chung xe cũ mà nó còn phải có một hai điểm khuyến khích chứ không thể nào mà nó hoàn hảo được như một chiếc xe mới. Mặt đồng hồ thì rất là sáng chị ha, đằng này nó đang bị nắng nó chói, công tơ mét tua máy đồ đầy đủ, không thể thiếu một chức năng gì hết, anh chị cứ an tâm. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ về cái dàn gầm cho anh chị cùng tham khảo, và dàn cốp đó, cơn sơ chân số nè anh chị ha, cơn số nè, nhìn là anh chị tự hiểu đúng không ạ, rất là đẹp. Và đây là khoang cốp của em nó. Và đây là khoang cốp của chiếc Kia CD5 nha anh chị nha. Đó anh chị thấy nè, những nốt đinh tán nè, nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản nè. Zin đét đang đẹp luôn anh chị. Đó. Không có một dấu hiệu va quẹt và cấn đụng nha anh chị. Xung đó, xung chỉ không có một phân nha anh chị nha. Đó. Kèo cột anh chị cứ an tâm, và đây là khoang cốp của em nó. Đó, sơn zin. Anh chị thấy có mục mọt chỗ nào không ạ? Tôn rất là chắc. Nói chung con xe này rất là đẹp nha anh chị nha. Nỉ nó còn luôn. Bentley đồ hoạt động bình thường. Và đây mời tất cả các chú anh chị cùng theo em kiểm tra về dàn gầm của em nó như thế nào ạ. Và em sẽ đến cái máy cho anh chị cùng tham khảo ha. Đây là dàn gầm của chiếc Kia CD5. Gầm 011 nha anh chị nha. Anh chị xem nè. Gầm rất đẹp nha. Đó, gầm anh chị nhìn thấy đẹp không? Quá đẹp cho một cuộc tình nữa đúng không ạ? Và đây là dàn gầm ở bên phụ. Thanh lường không? Đẹp không anh chị? Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em kiểm tra về dàn máy, thân máy của em nó. À, xe nổ cái là ok liền anh chị ha. Bấm máy xăng nó rất là nhạy. Tay lái trợ lực nha anh chị, máy lạnh như Đà Lạt, số sàn 5 cấp, xe có trang bị nhạc. Và bây giờ mời tất cả cô chú anh chị theo em kiểm tra về khoang máy ha. Đây là khoang máy của em nó, thì hiện tại máy đang nổ. Anh chị cô chú nghe tiếng máy nổ rất là êm, rất là thì thầm không ạ? Máy rất là khô ráo và sạch sẽ, không có dấu hiệu nhớt nhít ở đâu anh chị ha. Anh chị ha, máy rất sạch sẽ. Máy nổ rất là thì thầm, bình bọc mới luôn. Đó anh chị thấy nè, từ nè, những nắp tinh tán, những capo. Capo nè, dằn nè, anh chị thấy không? Rất đẹp. Đó, nắp capo nè, keo chỉ không mất một tí nào hết, anh chị cứ an tâm ha. Cam kết anh chị luôn, xe này đúng chức cái chiếc xe của em nó rất là ok. Con xe này anh chị tìm được một con xe mà thứ hai mà nó liên lạc được như vậy thì cực kỳ hiếm nha anh chị nha. Em dám khẳng định luôn, cực kỳ hiếm, rất là hiếm. Và em muốn xin nhắc lại, con xe này tên em nó là Kia CD5, sản xuất đời 99, đăng ký năm 2000. À, xe đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Dung tích xi lanh là 1.3, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít trên 100 cây số. Và đặc biệt con xe này gốc Sài Gòn. Hồ sơ đang còn ở gốc Sài Gòn, thì anh chị nào ở Sài Gòn lấy và ra tên em nó thì đỡ mất 20 triệu nha anh chị nha. Còn hiện tại thì xe đang nằm ở bản số ở 93, và xe này cũng sang tên và ủy quyền cho anh chị đều được. À, con xe này thì mới ủy quyền tập 1 và còn thêm 2 lần ủy quyền nữa. Xung chỉ không mất một phần, với giá thành là 68 triệu. 68 triệu cho một chiếc Kia CD5 một thời huyền thoại này. Đăng kiểm 6 tháng một lần, và hiện tại hiệu lực đăng kiểm vẫn còn tới tháng 12 nha anh chị nha. Anh chị cứ an tâm về vấn đề này. Xe này anh chị lấy về như chị việc chạy và lăn bánh, vỏ bánh thì còn rất là khá mới. 80-90% nha anh chị. 4 ga lăn đúc. Đèn bọng cực kỳ sáng.
Đó, anh chị và chú nào thích thì sở hữu những chiếc xe này xin vui lòng điện thoại cho em, số điện thoại đó là 0983029131 hoặc 0796822220. Và bên em cũng có dịch vụ là giao xe 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì em sẽ hỗ trợ giao xe về tới bến xe Mỹ Đình. Còn từ Quy Nhơn đổ về tới Cà Mau, khu vực miền Trung, miền Nam thì bên em sẽ hỗ trợ là giao xe tận nhà cho tất cả các cô chú và anh chị. Bên em sẽ miễn phí trong vòng bán kính là 100 cây số, còn ngoài 100 cây số thì anh chị và cô chú xin vui lòng hỗ trợ em hết chi phí để em áp tải xe về tận nhà. Và cô chú anh chị ơi, cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên ô tô Duy Anh nhé. Và khi cô chú anh chị nhấn nút đăng ký và bấm chuông thì bên em đăng một cái bài về lên thì anh chị lúc nào anh chị cũng cập nhật liên tục và điện thoại sẽ báo. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này và chúc cho tất cả các cô chú và anh chị có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách, trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực,